Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Trung Lan nhé. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2023 và em Lan đã về được thêm những chiếc quạt Nhật hàng đấu giá đây rồi. Em Lan đã bày và sắp xếp lên số thứ tự ngăn nắp rồi. Và tại thời điểm này thì em Lan sẽ quay lên kênh để quý khách theo dõi kênh của Trung Lan làm bắt được thông tin hàng về. Nếu như quý khách có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nhé. Những chiếc quạt về trong clip ngày hôm nay thì đều là hàng tuyển chọn, nên quý vị và các bạn không cần phải đặt câu hỏi là có mới không, có ok không. Điều đó chắc chắn 100% là di nguyên bản tuyệt đối này, và mới trên 90%. Nó là tiêu chuẩn là hàng tuyển, nên là quý vị và các bạn an tâm về độ mới và chất lượng nhé. Quan trọng vẫn cứ là giá, bởi vì những sản phẩm mà Trung Lan đấu đi theo đường hàng không thì bao giờ cước phí vận chuyển nó cũng sẽ cao hơn so với những sản phẩm mà Trung Lan đi theo đường tiểu ngạch nhé. Và những chiếc quạt này thì em Lan đã phải đấu với mức giá cao. Thì chắc chắn là quý vị hãy nhớ là những chiếc quạt mà Trung Lan đấu theo mức giá cao thì chắc chắn là nó phải đạt tiêu chuẩn nào vượt trội hơn rất nhiều so với những sản phẩm mà Trung Lan nhập đi theo đường tiểu ngạch. Và hôm trước thì em Lan đã lên số thứ tự quạt là mã số 71. Và ngày hôm nay thì Trung Lan về được thêm 3 chiếc quạt hàng đấu giá. Em Lan đã lên đến mã số là 74. Và những chiếc quạt trong clip ngày hôm nay thì đều là có sẻ cánh 30, có 2 chiếc quạt nửng và 1 chiếc quạt để bàn của hãng Mít, toàn thân găng sắt Mít cổ nhé. Và bây giờ thì em Lan sẽ quay chi tiết từng chiếc một để quý khách hàng theo dõi kênh của Trung Lan có thể nắm bắt được thông tin và quan sát thật kỹ từng sản phẩm. Quý vị hãy nhớ số thứ tự, liên hệ trực tiếp với cửa hàng nếu như quý vị và các bạn yêu thích sản phẩm. Trước khi mà em Lan quay chi tiết từng chiếc quạt thì em Lan cũng rất là mong những vị khách hàng lần đầu tiên theo dõi kênh của Trung Lan, quý vị và các bạn chưa ấn nút đăng ký kênh thì hãy ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng. Và quý vị có thể chia sẻ thông tin tới bạn bè và người thân để nhiều người có thể biết đến Trung Lan hơn. Ngoài ra thì quý khách có thể ấn thêm chuông thông báo ở bên phía tay phải góc màn hình để mỗi khi mà em Lan thông báo trên kênh hàng về thì quý khách có thể nắm bắt được thông tin nhanh nhất, sớm nhất. Và hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng để sở hữu sản phẩm theo một trong hai số điện thoại. Số thứ nhất là 0975724339 và số thứ hai 0975858546 nhé. Địa chỉ của Trung Lan thì ở khu biệt thự mới đường Trần Bình Trọng, phố Trần Hưng Đạo, sau đó Chí Linh, Hải Dương. Còn những vị khách hàng ở xa thì Trung Lan vẫn ship hàng toàn quốc. Và ngay bây giờ đây thì em Lan sẽ quay chi tiết từng chiếc quạt về trong clip ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng hướng tới màn hình. Vâng, trước khi vào phần quay chi tiết những chiếc quạt về trong clip ngày hôm nay thì ngày hôm trước em Lan có về được 2 chiếc quạt và em Lan cũng đã đăng trên kênh thông báo hàng về. Sau khi mà em Lan thông báo trên kênh hàng về thì những chiếc quạt trong clip ngày hôm trước cũng đã được một số những vị khách có địa chỉ ở Quảng Ninh chốt đơn. Và còn lại một chiếc quạt có mã số là 71. Chiếc quạt ngày hôm trước về cách ngày hôm nay khoảng tầm 2 ngày, đúng rồi. Hôm trước thì em Lan có giới thiệu trên kênh hàng về có một chiếc quạt Mít để bàn. Chiếc này thì cũng là hàng đấu giá nên là nó có giá trị sưu tầm cũng khá là cao. Về độ mới thì nó mới đến 95% di nguyên bản tuyệt đối. Ngay cả cái sơn ở lồng vẫn còn nguyên zin, quý vị có thể cảm nhận được qua màn hình một chiếc điện thoại thông thường em Lan quay. Quý vị có thể cảm nhận được độ mới của chiếc quạt này. Và chiếc cánh của nó có màu xanh, đây là một màu xanh xanh trong. Đó, màu xanh gọi là xanh lá nhưng mà nó trong, rất là đẹp luôn. Và cái chóp quý vị nhìn này rất sáng. Đây là một chiếc quạt của hãng Mít nhá. Nó có chiều cao tối đa là 60cm và sải cánh 30. Bàn phím của nó, bàn phím số số này là số nhỏ này. Nó có 3 phím thay đổi tốc độ gió. Được thiết kế rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Đây. Ở phía sau bầu của nó là bầu sắt. Đấy, quý vị có thể cảm nhận được cả phía trước phía sau. Những chiếc quạt như thế này thì quý vị có thể sở hữu để ở vị trí làm việc, trên bàn làm việc hoặc là trên một chiếc đôn gần khu vực mà mình dùng, hoặc là ở phòng ngủ cũng có thể rất là ok. Đặc biệt là để cho những người già có một chiếc quạt như thế này, nhỏ xinh ở trong phòng ngủ, cực kỳ là tuyệt vời và hợp lý nhé. Đây, chiếc quạt này thì zin cả cái dây xanh và thân sơn của nó cũng màu xanh. Toàn bộ là zin nguyên bản tuyệt đối, rất là đẹp. Giá của nó thì cũng vừa phải thôi, nó có mức giá là dưới
dưới 6 triệu một chút. Đó, mã số 71. Bác nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp với cửa hàng nhé. Chiếc này thì về với Trung Lan cách đây 3 hôm. Và ngày hôm nay thì Trung Lan về được thêm 3 chiếc quạt. Bây giờ thì em đang sẽ quay 3 chiếc quạt trong ngày hôm nay này. Vâng, chiếc quạt đầu tiên quý vị và các bạn được trải nghiệm trên màn hình. Đó là một chiếc quạt cũng là của hãng Mitsubishi. Nhưng mà chiếc quạt này là dòng gang sắt, toàn thân gang sắt, dòng quạt cổ. Đấy, cánh của nó cũng bằng gang sắt luôn, cánh đồng. Lồng này, lồng gang sắt, những cái lan lồng rất là nhỏ nhá, những cái lan lồng cực kỳ là nhỏ. Những chiếc quạt này thì quý khách sử dụng sẽ đảm bảo về cái độ an toàn khi mà gia đình nào có trẻ nhỏ này. Và những chiếc quạt gang sắt như này thì là cực kỳ là nặng. Và điều đặc biệt nữa là nó chạy rất là êm luôn. Em đã từng có những chiếc quạt như thế này rồi. Và hầu như là những chiếc quạt như này về tới cửa hàng là không ở lâu quá một tuần đâu. Rất là nhanh bay. Rất có nhiều người quan tâm. Và có những thời điểm mà Trung Lan về có đến tận 4 đến 5 bác khách cùng thích. Nhưng sản phẩm chỉ có một. Và những bác khách nào mà chốt sau thì lại không có được sản phẩm. Và nó chỉ may mắn cho bác khách, duy nhất có một bác khách chốt hàng sớm nhất. Thì ngày hôm nay Trung Lan có về thêm được một chiếc nữa đây. Chiếc này có mã số là 72. Họa tiết hoa văn này, quý vị nhìn đây. Nó rất là mới nha. Lồng của nó thì là lan rất là dày, đảm bảo cái độ an toàn khi mà gia đình có trẻ nhỏ này. Đó, lan rất là dày. Đế của nó cũng có họa tiết hoa văn này. Và em đang quay ở phía sau cho quý vị nhìn nhá. Đây, bầu của nó đây, bầu gang sắt. Bầu gang sắt, túp năng ấn vào đây. Túp năng. Đó, cái tay xách của nó đây. Dây cũng zin luôn quý vị nhá. Dây cũng zin và nó có cái logo của sản phẩm này, của hãng Mít này. Ngay cả những chiếc xe ô tô của hãng Mít nó cũng có cái logo như thế này. Đó, nó có cái nút vặn. Cái nút này là tốc độ này. Tốc độ gió. Túp năng thì ở bên trên. Tem logo này. Đây là series của sản phẩm. Và nó có năm sản xuất. Và nó ghi cả số watt cũng giống như là volt, 100V này. Đấy, 50-60Hz này. 33-38W này. Rồi là sải cánh 30. Năm sản xuất là năm 1974. Không biết là quý vị và các bạn nhìn qua màn hình có rõ không ạ? Em Lan đã quay rất là kỹ chi tiết. Và đây là một chiếc quạt cổ toàn thân gang sắt, nó rất là nặng. Đấy, cái phần này là cái phần để quý vị và các bạn có thể cho cái cổ này gật xuống hoặc là ngẩng lên nhá. Điều chỉnh ở cái phần đó. Và những chiếc quạt này thì zin nguyên bản. Khi mà về tới Trung Lan thì Trung Lan chỉ có vệ sinh thêm và tra thêm cái dầu máy khâu vào đây để cho quạt chạy được sáng hơn. À, xin lỗi quý vị, để cho quạt chạy được êm hơn. Và đồng thời cái dầu máy khâu đó mà Trung Lan để đổ ra một chiếc khăn nhỏ ấy, thì khi mà lau vệ sinh thì nó cũng bắt cái bụi ra rất là dễ bắt bụi ra. Đấy, lấy bụi và nó cũng không gây ảnh hưởng tới sản phẩm vì là cái dầu máy khâu nó rất là lành, nó không bị bay màu. Đó, thông thường là bên Trung Lan thường dùng cái dầu máy khâu công nghiệp ấy để vệ sinh sản phẩm. Và chiếc này thì bên cửa hàng cũng đã test rồi, chạy ok, rất là êm. Mã số là 72 nhé, bác nào mà quan tâm thì hãy alo trực tiếp với cửa hàng. Giá thì chắc những các bác đã quan tâm đến dòng quạt này thì cũng bắt được giá, nó dao động khoảng tầm từ 13 đến 10 năm. Có những thời điểm Trung Lan bán cũng có chiếc đến 16 đến 18. Nhưng tại thời điểm này thì nó không đến cái mức cao như vậy. Nó dao động từ 13 đến 10 năm nhé. Bác nào mà quan tâm thì hãy alo trực tiếp với cửa hàng. Mã của nó là 72. Sang chiếc quạt tiếp theo là một chiếc quạt của hãng Natunan có mã số 73. Quý khách lưu ý cho em Lan, chiếc này cũng có rất là nhiều điều đặc biệt này. Lâu lắm rồi thì bên Trung Lan chưa về được chiếc quạt nào có một cái chức năng tự động như là khi mà đang sử dụng quạt mà quý vị và các bạn chạm tay vào lồng thì quạt nó sẽ tự tắt. Và đây chính là sản phẩm mà Trung Lan đang muốn giới thiệu với quý vị và các bạn. Vâng, trước đây thì Trung Lan cũng đã từng về những chiếc quạt chạm tắt như thế này. Và thời gian gần đây để mà tìm ra một chiếc quạt đẹp, hoàn hảo,
từ cả về chất lượng cũng giống như là hình thức, độ mới ở bên ngoài nó phải đẹp hoàn hảo thì là rất là hiếm, rất hiếm gặp. Thì ngày hôm nay Trung Lan mới tìm và đấu được một chiếc đẹp hoàn hảo, và chiếc này đạt tiêu chuẩn là hàng tuyển, nó có giá trị sưu tầm cũng khá là cao, vì là cái độ mới của chiếc quạt trong clip ngày hôm nay mà em Lan muốn giới thiệu với quý vị và các bạn. Thì chiếc quạt này nó có độ mới trên 90%, nó vào khoảng tầm 93 đến 95%. Lồng rất là mới, lồng rất là mới và đẹp cực kỳ luôn. Trên hình ảnh mà em đang chụp đăng trên trang cá nhân thì em đang cũng có nói là chiếc này đẹp nhức mắt luôn. Nó cực kỳ là sáng nhá. Cánh của nó thì không có điểm trừ, tức là không có một cái tật nào đó. Ví dụ như là xước hay là bị dập vỡ góc không có đâu. Cánh rất là đẹp nhá, cánh rất là mướt và lồng cũng vậy. Lồng sáng này, đây là lồng mạ. Lồng sáng ánh không có rôm. Chiếc quạt này có chiều cao là 85 cm và sải cánh 30. Khi mà quý vị và các bạn sử dụng chiếc quạt như thế này, nó có một cái công dụng rất là hay, là chẳng may trong quá trình mà quý vị và các bạn đang sử dụng, chẳng may mà có chạm vào là nó sẽ ngừng hoạt động, nó sẽ tắt. Đấy, nó bảo vệ cái tính an toàn cho trẻ nhỏ rất là cao. Ví dụ như là gia đình nào mà có trẻ nhỏ mà chẳng may cho tay vào, động vào quạt thì là quạt nó sẽ dừng, nó không quạt nữa. Và sau khoảng 5 giây nhả tay ra thì quạt lại hoạt động bình thường. Ngoài chức năng chạm tắt thì chiếc quạt này vẫn sử dụng bình thường như những chiếc quạt thông thường khác. Nó vẫn có chức năng hẹn giờ và túp năng cáp ở phía dưới này. Bàn phím thay đổi tốc độ gió, nó có một phím ngủ nha. Rất là hay. Đó. Hiếm khi mà có những chiếc na mà nó có 5 nút như thế này. Có những bác khách rất là sành điệu đấy, rất là sành về quạt, là các bác tìm quạt là hay hỏi em Lan là anh tìm những chiếc quạt na mà có bàn phím 5 số, là em Lan đã biết là bác đấy ở cái mức độ chơi quạt như thế nào rồi. Vì là bác phải am hiểu thì bác mới miêu tả về những chiếc quạt mà có bàn phím 5 số. Đấy, thì thông thường là những chiếc quạt có bàn phím 5 số là thường là cái phím thường là thông thường là chỉ có 3 số thay đổi tốc độ gió và một số là tắt thôi nhá. Nhưng mà những chiếc quạt mà có đến bàn phím có đến tận 5 số thì bao giờ cũng có một phím ngủ này, hoặc là phím phím đó là phím điện đó, phím đèn đó, nó khác, nó có thêm một cái chức năng khác so với những chiếc quạt thông thường, nó chỉ có 3 tốc độ và một phím tắt thôi. Đấy, thì ngày hôm nay chiếc quạt này quý vị nhìn bàn phím rất là đẹp luôn, phím vân gỗ nhé, tất cả đều zin nguyên bản, không có bất kỳ một vị trí nào là phải sơn hay là phải mông má gì cả. Bởi vì những chiếc quạt mà em Lan đã đấu giá thì em Lan cam kết với quý vị là zin nguyên bản tuyệt đối 100%, và test chạy thì tất nhiên là ok hoàn hảo rồi. Bởi vì những chiếc quạt mà em Lan nhập theo công đi đường tiểu ngạch cũng đã là ok về cái chức năng hoạt động. Thế còn độ mới thì còn phải phụ thuộc vào hên xui. Thế còn những chiếc quạt mà em Lan đã đấu trên trang và chấp nhận đi với cái cước phí đường hàng không vận chuyển cao hơn thì bao giờ về cái độ mới, cái tiêu chuẩn độ mới của sản phẩm em Lan cũng phải sát sao, làm sao phải có được cái sản phẩm cực đẹp, nó mới xứng đáng với cái giá thành mà em Lan chi trả cho những cái công vận chuyển đi theo đường hàng không. Đấy, ngày hôm nay quý vị nhìn đây, chiếc quạt này từ dưới chân này, dưới chân bàn phím cho lên trên, có thể là quý khách sẽ từng gặp những chiếc quạt này trên rất là nhiều trang bán. Thế nhưng mà để tìm được ra một chiếc quạt mới đẹp như thế này thì em đang nghĩ là số lượng nó có hạn. Đấy, có thể ngày hôm nay em đang có, nhưng ngày mai các bác muốn đặt thì có người đặt mất rồi, thì là các bác có muốn đặt hàng thì cũng lại em đang cũng phải chờ, chứ không phải lúc nào các bác có nhu cầu muốn là cũng sẽ có hàng đáp ứng cho các bác được đâu. Đấy, dây của nó dây rút này, các bác nhìn này. Đó, cái phím thu dây rất là nhạy nha. Đó, và dây zin nguyên bản từ đằng trước đằng sau, các bác nhìn được cái đế, nhìn cái đế không, như đã thấy nó rất là phê rồi. Đấy, bây giờ mà những gia đình nào có những cái sàn sàn nhà sàn gỗ đấy thì cái đế vân gỗ này rất là phù hợp. Ở phía sau đây là cái phần để nâng thân quạt, để nâng cao tối đa của nó là 85 cm, và khi hạ thấp thì nó giống như một chiếc quạt nửng. Hạ xin lỗi quý vị, khi mà hạ thấp nó giống như một chiếc quạt bàn, nó cao chỉ khoảng tầm 65 thôi. Đấy,
Và ở phía sau bầu của dòng này nó là bầu nhựa nhá. Cái dòng này nó là như vậy, là bầu nhựa. Họ sản xuất tiêu chuẩn của nó là bầu nhựa, cũng giống như những chiếc Na Vương ấy. Na Vương có giá trị bằng mấy, mười mấy đến hai mấy triệu đi chăng nữa thì cái bầu của nó vẫn là bằng nhựa. Đấy, và nó có một cái khuy để nâng cái đầu này ngẩng lên hoặc là cụp xuống tùy chỉnh theo tốc độ mà quý vị và các bạn yêu thích. Đó. Cái con này thì nó quá mới rồi, không có điểm trừ. Em Lan cũng đã quay rất là chi tiết. Mã số của nó là mã số 73. Quý khách hãy lưu ý mã số nhé. Nếu như bác nào mà quan tâm thì hãy alo với cửa hàng để chốt đơn. Mã số 73. Quá là đẹp. Tiếp nữa, chiếc quạt cuối cùng trong clip về hàng ngày hôm nay là một chiếc quạt có mã số 74. Ngày hôm trước thì em Nan cũng đã từng về một chiếc tương tự như vậy. Và em Nan cũng đã chốt đơn cho anh khách có địa chỉ ở Quảng Ninh. Anh đã chốt cả hai chiếc. Hai chiếc trong clip hôm trước hàng về đấy, anh đã chốt cả hai. Ngày hôm nay thì em Nan lại về thêm một chiếc có mã số 74, cũng là một dòng quạt Toshiba. Chiếc này cũng là dòng Toshiba và nó thân của nó cũng là thân trụ. Đấy, giống như chiếc hôm trước, bác nào mà thường xuyên quan tâm và theo dõi kênh của Trung Lan thì các bác sẽ nắm được thông tin rất là chuẩn xác. Nó chỉ cách ngày hôm nay có mấy ngày thôi, em Lan vừa về hôm trước và chiếc đó thì đã có chủ rồi nhá. Cũng sẽ có một số bác khách nghĩ rằng là đây chính là cái chiếc hôm trước mà em Lan hàng về, hôm nay lại quay lại là báo là hàng về tiếp, nhưng mà bác khách là chủ nhân của chiếc quạt hôm trước đã chốt bên Trung Lan là bác sẽ là người hiểu rõ nhất. Vì là chiếc quạt đó đã về tay bác rồi và bác đã sở hữu rồi. Thì ngày hôm nay Trung Lan về thêm một chiếc nữa này. Và chiếc này bàn phím của nó cũng có 5 phím thay đổi tốc độ này. Đấy. Có phím 5 phím thay đổi tốc độ này. Và có đây là có túp lăng cáp. Phím này là phím thu dây. Đó. Chiếc này thì còn nguyên thùng. Đây, vỏ thùng của nó đây. Cao 85cm và sải cánh 30. Mới kinh khủng luôn các bác nhá. Còn nguyên thùng đẹp lắm. Bác nào mà hôm trước chốt hụt cái chiếc mà hôm trước Trung Lan về đấy, thì ngày hôm nay Trung Lan có về thêm một chiếc này. Tương tự luôn. Độ mới không kém phần rực rỡ như chiếc hôm trước. Không kém đâu. Rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, ánh này, sáng này. Này, dây của nó đây. À thế chỗ này là cái phần để nâng thân nhá. Dây này là dây ở trong hộp này, Toshiba zin nguyên bản nhá. Dây rất là mới để em Lan xem cái dây này nó có cái ngày này, cái ngày 12 năm 1210 là sao đây. Không biết có phải là cái năm sản xuất ra cái quạt này không, nhưng mà cũng thấy có ghi số ở đây. 1210 là sao? Đó, chiếc quạt này. Ngay cả cái phần để mà cái ổ để mà thu dây vào đấy là nó cũng còn rất là mới đấy, các bác nhìn đấy. Đó. Cái hộp này. Nói tóm lại là không có điểm từ, không có điểm trừ luôn. Rồi em đang có nói thế chứ nói nữa đi chăng nữa hay là có nói giảm đi thì sự thật về chiếc quạt này nó cũng rất là mới và nó còn nguyên thùng hộp. Nên là bác nào mà có nhu cầu và có ý định muốn mua quạt để tặng, để biếu thì rất là phù hợp đây. Mã số 74 nhá. Mã số 74. Rất đẹp. Dòng Toshiba. Nhẹ nhàng và gió cực kỳ là êm. Đấy thì ngày hôm nay bên Trung Lan có về được 3 chiếc mới tinh luôn. Mới về hàng ngày hôm nay và một chiếc có mã số 71 là về hôm trước. Đấy, tổng là có 4 chiếc quạt trong clip ngày hôm nay, mã số từ 71 đến 74. Bác nào mà quan tâm, yêu thích chiếc nào thì hãy nhớ số thứ tự và alo trực tiếp về cửa hàng. Trung Lan luôn luôn chờ những cuộc điện thoại của quý khách. Với số điện thoại để quý khách có thể liên hệ với Trung Lan thì Trung Lan có 2 số. Số thứ nhất là 0975724339 và số thứ hai là 0975858546 nhé.
Địa chỉ của Trung Lan thì ở khu biệt thự mới đường Trần Bình Trọng, phố Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Còn những vị khách hàng ở xa mà không về được trực tiếp với Trung Lan thì Trung Lan vẫn ship hàng toàn quốc. Vâng, clip về hôm nay em đang xin phép được khép lại tại đây nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo ạ.